Vào đi. Chào anh khỏe không? Làm việc với những cán bộ như cậu thì làm sao mà tôi khỏe được. Ngồi đi. Dạ vâng. Em cũng sốt ruột không kém gì anh đâu. Với lại những chuyện đi thu thập tài liệu đâu chỉ phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của mình. Anh không đi xuống cơ sở, anh không biết đấy thôi. Thế trước khi làm viện phó thì tôi làm gì? Cậu có biết là tính đến giờ tôi đã làm bao nhiêu đề tài rồi không? Sao anh lại hỏi em thế? Em biết chứ. Cậu chậm báo cáo đề tài 2 tháng rồi. Còn anh em khác người ta nhìn vào nữa chứ. Cậu đừng làm tôi khó xử. Em xin lỗi. Em hứa là sẽ hoàn thành sớm ạ. Cậu cho tôi một hạn định đi. Anh ký giấy cho em đi công tác mấy tỉnh Đông Bắc để lấy thêm tài liệu. Em đi chừng khoảng 2 tuần. Dạ khi về em sẽ... Không đi đâu hết. Cơ quan đã chi phí tiền cho cậu công tác và nghiệp vụ quá mức quy định nhiều rồi. Cậu nhìn vào mắt tôi đi. Đã mấy lần tôi nghe cậu ngon ngọt tôi ký giấy cho cậu đi công tác. Lần nào cũng là lần cuối. Cậu phải biết điều một tí. Vâng, anh không đồng ý thì thôi. Hoàn đã. Chưa hết đâu. Cậu phải nộp báo cáo đề cương cho tôi vào tuần này. Rõ chưa? Dạ vâng ạ. Xin lỗi em ấy. Say quá. Say quá. Biết mình say nhưng chưa chắc đã say. Thiệt, em nói câu này có lý lắm. Anh ngủ đi anh. Không, lấy cho anh chai rượu như thế này nữa. Em nghĩ lại nên uống một ly được cao thì hơn. Này, mày nghĩ là anh không có tiền à? Đây, này, bấm đây, lấy rượu này, lấy rượu đây, nhanh lên. Tôi sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị của cậu trong việc sử dụng du vào việc phá. Binh pháp xưa gọi là tương kế tiểu kế. Không còn mẫu nào đâu, thưa thủ trưởng. Các cậu cai nghiện thuốc lá cho mình mà chẳng có gì thay thế vào. Nhạt miệng quá. Anh em trong ban chuyên án bàn nhau, phá xong vụ án này thì cũng cai nghiện thuốc lá thành công cho cục phó luôn ạ. Được, mình sẽ hết sức cố gắng. Này, dạo này bà vợ mình làm căng lắm. Có bao thuốc lá nào là bà đốt tất. Mình nói là này, cả một đống tiền đấy. Bà nói là thà là phí vài trăm còn hơn là mất cả chục triệu đồng để chữa bệnh cho anh. Nhưng mà thôi, mình hỏi cậu này, cậu tiếp tục định mở cái then của chuyên án này như thế nào? Báo cáo, anh em đã bàn rất kỹ. Chúng ta sẽ chọn thông tin mà bọn chúng đang quan tâm, tung ra thông qua du, đánh lạc hướng nhận định của bọn chúng. Thông tin đó là gì? Phải tính cho kỹ. Nếu làm sai bước đi đầu tiên này thì kế hoạch của các cậu coi như bị phá sản. Ê, mày đến đúng lúc lắm. Tao vừa gọi thêm chai rượu nữa, ngồi đây uống với tao nhá. Tôi đến đây không phải để uống rượu. Công việc gấp rút mà ông cứ chết đập trong rượu thế này, liệu có hoàn thành được lời hứa không? Mày lúc nào cũng công việc. Thế bây giờ nếu tao không làm thì sao? À, cả tuần vừa rồi ông đã đi đâu? Đi uống rượu đấy. Được chưa? Sao tắt điện thoại? Tao không thích bật. Chỉ tao tắt.
Hiểu không? Hả? Tôi hiểu. Nhưng nếu ông sai hẹn thì không có nhiều cơ hội để say đâu. Mày làm cái gì đấy? Hả? Mày! Anh cả là người không thích sai hẹn. Ông biết rồi mà. Mày! Cầm thêm bông này nữa mẹ. Loan ơi! À, bà đã về. Tưởng bà bận việc nên hai mẹ con cháu cũng chuẩn bị sơ sơ rồi. Ừ, đây là quà sinh nhật bà và bố mẹ tặng bé Loan. Nhưng phải tối mới được mở đấy nhá. Năm nay nhà mình bận, chỉ tổ chức đơn giản vậy thôi. Phải chờ mẹ xin em bé đã. Con xin bà. Ừ. Thế này là nhiều lắm rồi mẹ nhỉ. À, bé Loan, con có muốn mời bạn nào không? Con có mời, nhưng chắc chẳng có bạn nào đến đâu. Loan ơi! Loan ơi! Loan ơi! Loan ơi! Loan ơi! Loan ơi! Chào cô ạ! Chào các cháu! Chào cô ạ! Sinh nhật mà Loan không mời các bạn là không tốt rồi đấy nhá. Mời cô giáo và các cháu vào trong nhà. Nào, các con vào chúc mừng bạn Loan. Vâng, chào các cháu. Vào đây với bạn Loan nào. Loan ơi, các con sinh nhật cậu đây. Cậu qua bắt cậu này. Các con đang vào đâu đi, rồi? Ghế đi. Được rồi, ngồi đi. Nhớ bạn Hồng tối nay mới đến. Hôm nay nhiều người đến lắm, cả bạn Thắng nữa. Loan, cô chúc mừng sinh nhật con này. Hello. Anh thừa nhận mình có quan hệ mật thiết với Vũ. Dạ, em công nhận là em có biết Vũ vì là đồng hương. Nhưng nói là thân thì không phải ạ. Thôi được, thân hay không chúng ta sẽ làm rõ sau. Nhưng dựa trên những chứng cứ chúng tôi có được, anh hãy cho biết tối hôm Vũ bị giết anh ở đâu. Dạ thưa, hôm đấy là hôm nào em không nhớ ạ. Anh quên thật sao? Tôi nhắc anh nhé. Hôm đó anh đến nhà Vũ, lúc ấy Vũ đang phê thuốc. Nào, anh hãy nói tiếp, câu chuyện sau đó diễn ra như thế nào? Sau đó em đi về, hôm sau thì nhận được tin Vũ bị sát hại ạ. Để tôi thử kể lại cho anh nghe, diễn biến hôm ấy nhé. Tôi kể như vậy, có thiếu chỗ nào không? Tại người ta bắt em, em không muốn giết Vũ, em không thù oán gì nó cả. Anh bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Ai sai anh giết Vũ? Dạ, Vũ cần tiền hút hít nên nhận làm việc cho anh cả. Nhưng sau lần sốc thuốc, nó muốn cai nghiện nên không chịu làm việc nữa. Hãy viết tất cả những điều anh biết vào đây. Nếu có che giấu điều gì thì tội của anh càng nặng đấy. Anh rõ chưa? Tớ thích em bé này này. Tớ thích em bé này này.
cái này hơn. Cái này vẫn hay hơn này. Không, cái này hay hơn. Cái này vẫn hay hơn này. Em đưa bọn trẻ đến mừng sinh nhật bé Loan, chị bất ngờ quá. Vợ chồng Phượng nó biết ơn em nhiều lắm đấy. Thực ra chính đám học trò đã gợi ý cho em đấy chị ạ. Dạy học mấy chục năm rồi mà nhiều khi mình cảm thấy vẫn chưa thể hiểu hết được bọn trẻ. Nhiều khi chúng ta hay vô tình tới những việc mà các em coi là rất hệ trọng. Trong khi đó có những việc mà chúng ta coi là rất hệ trọng thì các em lại vượt qua một cách dễ dàng. Đúng thế đấy. Có lúc bi quan chị đã định xin từ chức, rồi lại nghĩ hay là mẹ con bà cháu bồng bế nhau đi chỗ khác sinh sống. Rõ thật. Nào, lên bên phải một tí nữa đi. Lên nữa. Nhờ bên nào là bên phải. Khổ lắm. Đấy, được rồi. Đẹp lắm rồi. À, bố cu trông thế mà kéo tay ra phết. Em nói để bác biết, em có từng đoạt giải nhất về vẽ tranh cổ động, đương nhiên còn học một lớp 3 cơ đấy. Bố của em, cậu vẽ bức tranh kia bao lâu? Bức này em vẽ đúng một buổi, còn toàn bộ phòng tranh ở đây em vẽ trong vòng một tháng thôi. Mời các anh các chị cứ xem tranh, chút nữa chúng ta vào hội trường giao lưu sau ạ. Cái này tôi thấy được đấy chị ạ. Dạ vâng. Còn cái bức này hình như là hơi rùng rợn quá phải không chị? Thôi nào, yêu cầu tất cả mọi người trật tự để chúng ta bắt đầu trò chuyện. Trật tự. À, xin mời chị Thoa. Tôi nói một câu, cô nói một câu như là dẫn chương trình trên TV ấy nhé. Xin trân trọng báo cáo với hội nghị, chị Thoa, trưởng trạm y tế xã, là người rất nhiệt tình, năng nổ và có tài ngoại giao cực kỳ khéo léo. Nên trong buổi trò chuyện về đại dịch HIV/AIDS ngày hôm nay, chúng ta vinh dự được tiếp một nhân vật cực kỳ quan trọng, cũng là người trong xã ta thôi. Đó là anh Trần Tiếu. Xin tất cả một tràng pháo tay để cổ vũ cho anh Trần Tiếu. Cũng xin giới thiệu với bà con, cả phòng tranh này đều là do anh Trần Tiếu vẽ đấy ạ. Và bây giờ hai chúng tôi xin rút lui để nhường chỗ cho vị khách mời của chúng ta. Xin mời nghệ sĩ Trần Tiếu. Kính thưa các vị chức sắc của làng xã, thưa các anh các chị, tôi thực sự bất ngờ và bối rối khi chị Thoa đến gặp và đề nghị tôi nói chuyện với các anh các chị. Vâng, tôi xin nói luôn, tôi là kẻ đã tự chuốc lấy án tử hình cho mình. Tôi nghiện ma túy, rồi tiêm chích, và hiện đang bị HIV vì chích chung kim tiêm với một người đã nhiễm bệnh. Xin thưa, không phải bệnh nhân HIV nào cũng dũng cảm tự bộc bạch mình như anh Tiếu. Xin bà con cho một tràng pháo tay để tỏ lòng khâm phục anh Tiếu ạ. Vâng, đúng thế ạ. Xin mọi người hãy vỗ tay thật to, to đến mức cả núi đồi ngoài kia cũng phải nghe thấy. Vỗ tay! Những lời tôi nói hôm nay là nói từ nỗi đau, từ sự tuyệt vọng cùng cực. Ngắn gọn là thế này:
Tiêm trích ma túy là một thói quen rất nguy hiểm. Đừng chết vì thiếu hiểu biết các anh chị ạ. Ai cũng có một cuộc đời riêng của mình. Nhưng nếu không biết giữ thì nó sẽ ra đi. Con trai tôi còn rất nhỏ. Tôi rất muốn được sống bên cháu cho đến khi cháu trưởng thành. Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi. Những ngày cuối cùng, trước khi HIV chuyển sang AIDS, tôi sẽ cố làm được một điều gì đó có ích. Để sau này cháu lớn lên, không phải cảm thấy tủi hổ vì bố nó. Hôm nay tôi đến đây với hy vọng là sau buổi giao lưu này, mọi người sẽ sống tốt hơn qua những kinh nghiệm của tôi. À, mọi người hoan hô anh Tiếu. Hoan hô! Kính thưa bà con, đấy, đàn ông là phải như thế. Bây giờ tôi mới nói rõ tại sao có cuộc nói chuyện này. Bởi vì ít lâu nay, trong thôn ta đã xảy ra hiện tượng nhiều thanh niên tụ tập đêm hôm khuya khoắt ở những chỗ vắng. Chưa biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng cứ phải đề phòng. Tuyệt đối không được để tiêm trích nghiện hút ma túy xảy ra. Phong hỏa, hôn cứu hỏa, nghe xong ấy thì phải ngẫm nghĩ. Thử vận vào mình mà suy xét trước khi định làm một việc gì đó. Nhớ chưa nào? Chú trưởng thôn ơi, chúng cháu chỉ nghiện con gái thôi chú ạ. Dạ gì mà nghiện ma túy hả bố? Đúng rồi. Dạ, nhớ rồi ạ. Mà có chót nghiện thì không nên dùng chung kim tiêm, có phải thế không hả bác? Vậy nào. Cấm tuyệt đối, không được dính dáng đến ma túy đâu đấy nhá. Tôi đã đăng ký, thôn mình là thôn văn hóa. Cậu nào làm bậy, dính dáng đến ma túy mà thôn bị trừ điểm, liệu hồn với tôi đấy. Chị Mai, em đố chị đĩa gì đây? Đĩa nhạc chứ còn đĩa gì nữa? Thế thì ai chả đoán được, nhạc gì mới được chứ. Khánh Ly. Sai bét. Madonna. Càng đoán càng sai. Đưa lên xem nào. Anh định gửi đến lúc chiều đấy. Ôi, đĩa nhạc này mới gần gũi và đáng yêu với ta biết bao. Đây là kỷ vật của chàng dành cho ta. Đây là gì anh định tặng cho cả hai đứa không ạ? Đi đây. Để em nghe, khác nào đàn gẩy tai trâu. Chị có thấy hay không? Hay là tặng tai em trâu thật? Chẳng thấy xúc động gì cả, chỉ thấy buồn ngủ thôi. Chị Mai. Chị Mai. Điên à? Không nghe thì cũng phải để cho người khác nghe chứ. Chị có thích đồ giải thưởng không? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Em nghe thấy anh Định nói với mẹ là thế nào chị cũng có giải thưởng. Anh Định không bốc phét như em đâu. Giải thưởng ai mà chẳng thích, thế cũng hỏi. Thế nếu chị được giải thì chị tặng em cái gì nào? Một bộ váy xịn. Không thèm, em có mặc váy bao giờ đâu. Quần jean vậy nhá. Nghe được đấy.
Thế nếu rẻ nhất thì quà phải to hơn đấy nhá. Thôi, em để cho chị nghe nốt. Em chỉ được cái phá đám là giỏi thôi. Khi nổi tiếng, người ta hay quên lắm phải không chị? Em nói gì lạ vậy? Em có nói đâu. Báo chí, phim ảnh người ta nói đấy. Thế nếu được giải, chị có quên mua quà cho em không? Chỉ là cái khôn lỏi. Thì mời chị Thoa phát biểu nốt ạ. Thưa các anh các chị, đừng nghĩ rằng chỉ tiêm chích chung ma túy với người nhiễm HIV mới có thể bị lây bệnh. Các anh các chị nên nhớ, chỉ dùng loại bơm kim tiêm một lần. Nếu không có loại đó thì các anh chị có thể sử dụng loại kim tiêm đã qua sử dụng, nhưng ta phải đun sôi ít nhất là trong vòng 20 phút. Khi dùng xong, các anh chị đừng tiện tay vứt ra bờ rào bụi tre, mà phải gói kim tiêm và xi lanh vào giấy, rồi sau đó ta vứt vào sọt rác. Nếu ta có ý thức và làm đúng như vậy thì sẽ không bao giờ bị bệnh và tránh việc lây bệnh sang cho người khác. Dạ, thế có nghĩa là nếu đã chốt nghiện rồi mà không bỏ được thì nên chuyển sang uống hoặc hít, chứ không nên dùng tiêm chích. Có phải thế không hả bác? Này, 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 này! Con cho hỏi kìa! Hiệu hồn! Điều anh gì vừa nói là đúng đấy ạ. Nhưng tôi xin hỏi, ai chả muốn sống, chứ có ai muốn chết đâu mà lại xa vào con đường nghiện ngập, có phải không bà con? Nhân đây tôi cũng xin nhắc lại, việc lây nhiễm HIV còn qua đường tình dục không an toàn. Thế nào là tình dục không an toàn thì chúng tôi đã có lần nói với các anh các chị rồi. Chúng em đã rõ rồi, nếu đã học xong, đề nghị chuyển sang phần văn nghệ. Đề nghị bác chúng tôi hát nhau đi. Hát chèo bao giờ mà bắt tôi hát chèo? Mọi người thích tôi hát cho mà nghe. Hay là chào trưởng Thoa đọc thơ đi. Này, nghe nói ngày xưa cô Thoa là lãng mạn lắm đấy. Dạ, tôi có một bài thơ diễn nôm, xin đọc để cả làng nghe nhé. Tôi rất tiếc là người mang bệnh, chỉ vì không hiểu biết vô tình. Một lần chung trạ kim tiêm với kẻ mắc bệnh nên mình bị lây. Bạn đã lỡ lâm vào tiêm chích để tránh xa nạn dịch HIV. Bơm kim chung phải biết chê, một mình một cõi đi về mới yên. HIV/AIDS là một thằng điên, nó đến tận cửa, nó rình nhà ta. Vợ chồng, con cái, mẹ cha phải biết đoàn kết, chan hòa bảo nhau. Một lần đến được đây mà thôi. Vậy là tốt rồi. Thế là đánh mất cuộc đời mình ngay. Tôi tuy là kẻ cùng đường, cũng muốn kể lể làm gương đôi điều. Bạn ơi, chớ để lòng siêu trước những cám dỗ mà tiêu đời mình. Xin hết. Tôi muốn thông báo với anh một tin tức tốt đẹp. Tên bị anh nhận mặt hôm trước đã thú nhận tham gia giết Vũ. Vì sao hắn lại giết cậu ấy? Trước đó, Vũ có tham gia vào đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy vì cần tiền để hút hít. Khi biết Vũ có ý định cai nghiện và rút khỏi đường dây để về quê, bọn chúng sợ bị lộ nên đã giết người diệt khẩu. Các anh đã tìm ra đường dây đó chưa? Chúng tôi đang xác minh lời khai của tên này. Chính bọn chúng đã cài bẫy tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói vậy mà các anh không tin. Niềm tin ấy cần được đảm bảo bằng những chứng cứ có giá trị pháp luật. Vậy là tôi vẫn phải ngồi tù. Trước mắt anh mới được minh oan việc không dính líu đến cái chết của Vũ. Còn việc có buôn bán vận chuyển ma túy hay không thì... Chúng tôi sẽ kết thúc chuyên án trong thời gian sớm nhất. Lúc đó mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.
Anh định có gửi lời thăm anh đấy. Anh có những người bạn thật tốt. Anh có gặp anh Định à? Anh có thể chuyển giúp tôi mấy chữ cho anh Định được không? Đã nhiều lần anh Định và cô Ngân đề nghị chúng tôi cho được gặp anh, nhưng do yêu cầu bí mật của chuyên án nên đã phải từ chối. Đây là nguyên tắc, mong anh hiểu cho. Được rồi, tôi sẽ về ăn cơm. Bà yên tâm, từ sáng đến giờ chưa hút điếu nào. Đấy nhá. Mời vào. Em chào sếp. Thưa sếp, chuyện em Quang thế nào? Việc thằng Quang vẫn phải chờ đợi thôi. Muốn nhanh thì phải từ từ. Cậu đến gặp tôi vào giờ này chắc có chuyện gì hả? Dạ, cũng có ai hiểu nhân viên bằng sếp. Dạ thưa anh, em muốn thay cậu Tuấn trong chuyến đi công tác miền Trung đợt này, có được không ạ? Cậu vẫn trong thời gian nghỉ phép sau đợt đi công tác cơ mà. Dạ vâng, nhưng mà em muốn nhân chuyến đi này để... tôi hiểu, kết hợp thăm cô thân phải không? Dạ. Anh Lộc đã nói tôi rõ. Hỏi giải thích, tôi đồng ý. Dạ. Sếp ạ, khi ra cho em được tranh thủ về thăm họ hàng một cái. Em hứa chỉ cuối tuần là có mặt ở Hà Nội thôi. Nếu về quê thì trước khi đi qua nhà tôi gửi mấy thứ cho vợ chồng Tàu Huy. Dạ vâng ạ. Uống nước đã. Dạ thôi, em xin phép em tranh thủ. Em về. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô ấy nhá. Dạ vâng ạ. Nhìn gì mà khiếp thế? Còn ngại. Rồi. Để bác xem chân đã khỏi hẳn chưa nhá. Rồi, tốt rồi. Ngoan, học giỏi. Cuối năm bác sẽ cho lên Hà Nội chơi, đúng ý không? Dạ. Bác ạ. Quà cái cháu này. Cho bà ngoại nhá. Nói là quà của bác Tiến con nhá. Anh lại đi công tác à? Công tác với hai mẹ con em. Liệu có bị đuổi không đấy? Đuổi. Đây là gia đình nhà búp bê này. Đây là mẹ Phượng này. Đây là bé Loan này. Nào, mẹ Phượng ôm bé Loan này. Đây là mẹ Phượng này. Đây là bé Loan này. Mẹ Phượng ôm bé Loan chặt nhá. Giống lắm. Có giống không con? Bố tài thế. Bây giờ xong gia đình nhà búp bê rồi, con muốn bố phải làm gì nào? À, cô vẽ đi. Cô vẽ nhé. Nhưng mà vẽ gì nào? Bố vẽ xe đạp ở trường, cô bắt vẽ. Con thích xe đạp lắm, nhưng mà khó lắm. Nhưng mà con phải vẽ chứ. Thôi, bố cứ vẽ cho con đi. Hay là bố bàn với con thế này nhé.
bố sẽ mua cho con 5 con gà con để con nuôi cho chúng đẻ trứng. Mẹ thì sẽ bán trứng giúp con. Tiền bán trứng con sẽ để dành vào con lợn đất. Đến khi nào đủ tiền con sẽ mua một cái xe đạp thật, được không? Mai bố mua gà luôn nhá. Nhưng mà phải đợi bố làm chuồng đã. Bố hứa rồi đây nhá. Rồi, bố hứa. Hai bố con có gian khoai không nào? Mẹ chưa nói bố con mình khoai đang nóng. Thơm quá. Gớm, chợ chưa họp kẻ cắp đã đến. Mẹ bảo bố con mình là kẻ cắp ra tay. Đúng là khoai lang bóc ngắn cắn dài, đưa đây xem nào. Khoai lang cần gì bóc vỏ. Ngon quá. Thiếu gì người để nhớ? Cớ gì phải nhớ đến em? Không nhớ mà đi hàng trăm cây số về đây à? Hôm nay mà không gặp được em chắc anh chết. Thế anh chết như thế này mấy lần trong đời rồi? Ngắc ngoải thì nhiều, nhưng lần này thì chết thật. Thật à?